Quỹ ban nhân quyền ở Phú vừa tổ chức cuộc họp đánh giá hiện trạng, ra sót, triển khai mời gọi đầu tư khai thác, phát triển du lịch khu vực Búng Bình Thiên và khu vực lân cận. Ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân quyền chủ trì cuộc họp. Trong những năm gần đây, hoạt động du lịch của quyền ở Phú, cụ thể là du lịch tự phát khu vực Bún Bình Thiên, xã Khánh Bình và các khu vực lân cận như xã Quốc Thái, Nhân Hội, có nhiều khởi sắc, tài nguyên du lịch sông nước với nhiều cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, từng bước hình thành một số điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, phục vụ du khách gần xa. Khách du lịch đến với Bún Minh Thiên ngày càng tăng và đã có những phản hồi với những tượng tốt đẹp về điểm du lịch này. Tuy nhiên, dịch vụ du lịch chưa phát triển theo hướng đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Một số tổ chức cá nhân kinh doanh tại các khu vực này chưa được đào tạo các ngành nghề chuyên môn cũng như kỹ năng về kinh doanh và quản lý kinh doanh. Thời gian qua, đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy Phú cũng đã tiến hành kiểm tra, khảo sát ô nhiễm môi trường, quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ lẫn đường thủy tại khu vực Búng Bình Thiên. Tuy nhiên, hoạt động du lịch tự phát được xem như một bước khởi đầu có ý nghĩa mở ra những điểm đến sản phẩm du lịch mới. Theo ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân quyền để quản lý tốt hoạt động du lịch tự phát thì yêu cầu cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành địa phương. Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân quyền yêu cầu phòng kinh tế hạ tầng phối hợp với ba địa phương gồm Khánh Bình, Quốc Thái và Nhân Hội quản lý tốt trật tự xây dựng, hướng dẫn các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đăng ký giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, cam kết bảo vệ môi trường. Các hộ kinh doanh cho thuê thuyền tham quan phải đăng ký, đăng kiểm và có bằng tài công. Đảm bảo an toàn cho du khách quản lý tốt việc bảo vệ nguồn lợi hữu sản và tái tạo nguồn lợi hữu sản khu vực Bốn Bình Thiên, tạo cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, thành lập tổ hợp tác phát triển du lịch, các tổ liên kết phát triển các loại hình như nghề nhân gian, ẩm thực của đồng bào chăm, văn hóa văn nghệ, công tác vận động tuyên truyền và quảng bá hình ảnh để thu hút khách du lịch gần xa, có phần làm cho Bún Bình Thiên tương lai sẽ là điểm đến du lịch lý tưởng, tạo tiềm năng phát triển kinh tế sở địa phương.